Tới giờ này thì em tổng cộng là 6 mối tình. Với em tình yêu nó rất là quan trọng. Em tìm chưa đúng người cho nên là tới thời điểm bây giờ vẫn chưa. Mình đòi hỏi nhiều quá chắc không có đối tượng nào phù hợp với mình. Nãy giờ cũng nhiều lắm rồi đó. Một anh nam thanh tú biết nấu ăn, nhậu thì hai đứa cùng đi nhậu được. Xin mời bạn nữ. Mời bạn ngồi. Rồi. Mời bạn nam. Rồi. Mời đi bạn. Rồi, xin chào. Mời đàn gái giới thiệu về mình trước nào. Dạ, em xin chào chị Nam Thư. Chào anh Quyền Linh và bạn nam bên kia. Và chào tất cả các anh chị khán giả hôm nay. Em tên là gì? Dạ, em tên họ đầy đủ là Công Quyền Tôn Nữ Thùy Oanh. Công Quyền Tôn Nữ Thùy Oanh. Thùy Oanh. Dạ đúng rồi, em cũng là một trong những công chúa khắc lạc của thời đại thời triều trước anh. Nhớ cho em trai em đọc lại coi. Công Quyền Tôn Nữ Thùy Oanh. Đúng rồi, nhớ nha. Em bao nhiêu tuổi Oanh? À dạ, em sinh năm 1989. Năm nay em 30 tuổi. Em làm công việc gì? Dạ, hiện tại em đang làm trưởng phòng kinh doanh bất động sản anh. Bạn nam giới thiệu về bản thân mình tí xíu ha. Chào các vị khán giả. Chào anh Quyền Linh, chào chị Nam Thư. Mình tên là Nguyễn Xuân Tùng, sinh năm 1981. Mình đang làm công ty bất động sản. Mình quê gốc là thành phố Hồ Chí Minh. Và nhà hiện tại đang ở là quận 12. Ưu điểm khuyết điểm của đàn gái là gì? Em nói khuyết điểm của em trước nha. Khuyết điểm của em là nói nhiều và hay cộc tính, nóng tính. Rồi còn ưu điểm của mình là gì? Ưu điểm của em được cái là vui vẻ, nhiệt tình. Thích nấu ăn nhưng mà không có biết nấu ăn. Vậy sao mình không học? Nói chung là em thích bạn nam nấu ăn cho em hơn chị. Thích có bạn nam nấu ăn cho mình hơn. Rồi còn bạn nam sao ha? Nhưng mà ưu điểm của em là em rất là siêng học, ham học, đọc sách, đọc báo rất nhiều, chịu khó tìm tòi nghiên cứu. Còn khuyết điểm? Khuyết điểm của em thì nói hơi nhiều và hay lý luận. Bây giờ thì hãy nói một chút xíu về tình trường của mình đi. Dạ em thì tới giờ này thì em tổng cộng là 6 mối tình, mà trong đó 4 mối tình là đơn phương, còn 2 mối tình là có đối tác. Đơn phương là mình yêu người ta, mình bao lâu mà mình không dám nói, hay là mình có nói người ta không yêu? Mình thấy người ta dễ thương, mình thích, mình cũng thổ lộ nhưng mà người ta không chịu mình. Còn có cái là người ta thích mình, người ta thổ lộ nhưng mà mình không thích người ta. Là bốn cái. Rồi còn hai cái kia là bao nhiêu năm? Hai cái kia là có đối tác nhưng mà nó ngắn một mối tình là thời học sinh. Rồi. Thời đó nhát lắm. Còn cái mối tình gần đây nhất nè. Thì mối tình gần đây là khoảng năm 2017, quen với bạn đó trên Zalo. Thì hai người quen nhau cũng tầm khoảng mấy tháng. Rồi cũng đi chơi một hai lần. Nhưng mà hai người không đến được với nhau. Tại vì bạn đó đạo Thiên Chúa. Tôi xin hỏi bạn bên kia đạo gì? Dạ, hiện tại thì em không có đạo. Vậy cũng được. Để bạn nữ bên em sẽ nói về tình trường của mình nè. Tình trường của em thì từ nhỏ tới bây giờ, hiện tại 24 tuổi em có quen một người. Và sau cuộc tình đó thì em không quen ai nữa hết. Hiện tại thì giờ là 6 năm, chưa có mối tình thứ hai. Em quen mối tình thứ nhất bao nhiêu năm? 2 năm anh. Tại sao chia tay? Tại bạn đó đẹp trai quá nên hơi lằng nhằng tí. Chúng em bị bất đồng về tiếng nói, không có tiếng nói chung nha. Vậy thì sau mối tình đó, bạn có rút ra được kinh nghiệm gì cho bản thân không? Với em thì em quen thì em thích sự chung thủy hơn. Cho nên là em nghĩ là với em tình yêu nó rất là quan trọng. Rồi. Nhưng mà em tìm chưa đúng người cho nên là tới thời điểm bây giờ vẫn chưa. Hy vọng hôm nay bạn sẽ tìm đúng người đâu. Để mình qua mình coi mặt nhà trai bên đó thôi. Đó. Chào anh. Chào chị. Dạ. Tức là sao mình lâu quá mình không có bạn gái thì mình buồn không? Đi sớm về khuyên mình chắc cũng buồn đúng không? Cũng buồn, cha mẹ cũng hối thúc rất nhiều. Mà bữa giờ mình tìm hoài cũng chưa được đối tượng. Mình có lên trang duyên số rất nhiều. Mình kết bạn cũng nhiều lắm. Lên duyên số.com làm quen luôn. Đúng rồi, nhiều lắm, cũng khoảng mấy chục người á. Rồi có đi gặp người ta không? Cũng có gặp một hai người thôi. Còn mấy người kia chát thôi. Mà mình thấy nó không có hợp. Vậy thì anh có thể nói chi tiết về cái mẫu hình bạn gái mà anh mong muốn không? Mình thì cũng không đòi hỏi gì nhiều đâu. Thứ nhất là mình muốn là bạn gái đó, thứ nhất là hiền, dễ thương. Rồi mặt phải nhìn được gái, dễ nhìn. Rồi có nghiệp ổn định, nói chuyện hợp với mình. Rồi biết thông cảm, chia sẻ, xem đi thôi. Chứ mình đòi hỏi nhiều quá chắc không có đối tượng nào phù hợp với mình. Tại vì nãy giờ cũng nhiều lắm rồi đó. Nãy giờ ít lắm á, có khoảng 5-7 cái gạch đầu dòng à. Nhưng mà không sao, những cái mà anh đang mong muốn thì thực sự ai cũng mong muốn đi tìm một cái mẫu bạn gái như vậy. Lúc nào cũng phải thấu hiểu, lúc nào cũng phải chia sẻ. Yên tâm, anh bên kia nhìn cũng đàng hoàng, đứng đắn, chững chạc. Rồi sao mình nói hình mẫu chi tiết của mình nè. Dạ, mẫu hình lý tưởng của em là một anh nam thanh tú, sạch sẽ, biết nấu ăn, biết quan tâm và chăm sóc bạn gái mình. Thanh tú, sạch sẽ,
Biết nấu ăn hết rồi hả? Dạ. Sao cười hoài vậy? Cái cô này có cười hoài anh. Ừ. Linh ơi. Chào em gái. Chào anh Linh. Giờ mấy cái mà bà đề ra bà có kỵ hút thuốc không? Dạ em không thích hút thuốc. Nhậu nhậu bia. Nhậu thì hai đứa cũng nhậu được. Rồi hói sao? Hói thì em có nhân viên nó bán dầu gọi chị hói được. Bán cho anh Linh. Xin địa chỉ đi. Nhưng mà nếu mà chị không được thì nó vẫn hói như ngày xưa thì được không? Nói chung là vấn đề hói nó không quan trọng lắm, quan trọng là anh đó cầu tiến, biết làm ăn. Được, biết thương, câu này được nè. Thương em là được rồi. Anh thích câu này. Phát tài cái. Tôi thấy nhẹ người. Bây giờ thì tuổi này cũng có thể là kết hôn nó chín chắn rồi đó ha. Nếu được thì khoảng bao lâu, năm nay không? Nói chung là em cũng muốn tìm hiểu trong vòng thời gian ngắn. Qua được thì đầu năm sau mình cưới. Rồi. Đàn được. Trai chịu đàn gái rồi đó. Bây giờ mình gặp gỡ người thân cho biết vài ý kiến, xong mình mở rào cho hai bạn gặp mặt ha. Rồi, hôm nay Thùy Anh đi với ai? Dạ, em đi với chị hai, chị ba, vợ chồng anh chị năm. Dạ. Dạ, sếp em. Chị Tư, là em là Tư. Em thứ 8. Thứ 8. Nhà em thứ 8 chị em lần. 8 chị em lần. Dạ. Rồi, chào gia đình của Thùy Anh. Dạ, xin kính chào anh Quyền Linh. Rồi, chào anh. Chào chị Nam Thư. Dạ. Em cũng chào bên bên họ trai và các khán giả có trong trường quay. Nãy giờ thấy trao đổi giữa Quanh và bạn trai bên này thì thấy bạn trai bên này cũng nhanh nhẹn, nhìn thì cũng hòa đồng vui vẻ. Nhưng mà quan trọng là chỗ hai đứa có, nãy giờ nó có cái sự đồng điệu hay không. Thì đó là cái quyết định của về hai đứa. Anh cũng hy vọng là hai đứa cho nhau cơ hội để tìm hiểu thêm. Anh chúc hai đứa thành công. Yeah. Rồi, cảm ơn đàn trai. Rồi, xong đàn gái, bây giờ mình có ý kiến phát biểu của đàn trai đâu? Là ai? Dạ, hôm nay em tới đây với lại đi là anh Lộc, là anh chú bác ruột. Rồi Hương là bạn thân và Thái là bạn thân. Rồi, rồi đại diện chú có đôi lời chia sẻ đấy chú. Xin chào Quyền Linh, chào Nam Thư. Dạ. Chào bên bạn gái với lại chào cả trường quay. Thì theo anh nhận xét thì thấy em gái cũng dễ thương. Quyết định là của hai em. Dạ. Chú thấy là có nên bấm nút không? Không, cái này là nên bấm nút á. Nên bấm nút. Khuyến khích bấm nút á. Cứ bấm nút mình tìm hiểu thôi, mà mình hợp được thì mình cứ tiến tới hôn nhân thôi. Rồi, rồi, cảm ơn chú. Rồi, xin cảm ơn. Bây giờ ta mở ra. Rào đã mở, các bạn tự nhiên bắt đầu đi. Chào em. Chào anh. Mình là bán dự án là của đất nền hay nhà phố hay biệt thự hay sao? Dạ em đang bán dự án căn hộ. Căn hộ, anh cũng đang bán căn hộ đây. Thôi, cái này em nghĩ là em tặng anh. Có dịp thì hai đứa mình sẽ cùng đọc. Ok, cảm ơn em. Tại vì anh thì anh thích đọc sách. Mà này, em đọc anh 5 ngôn ngữ tình yêu. Sách hay. Nhìn vô là biết hay rồi. À, cảm ơn em ha. Anh cũng có món quà tặng em. Ủa đâu rồi? Cái hoa đâu rồi? Hoa gì? Hoa gì anh? Hoa gì? Cái lẵng hoa. À. Okay. Vô tổng tặng hoa vô rồi bán bất động sản liền. Rồi. À, anh hôm nay ngày đầu tiên gặp mặt thì anh cũng muốn hoa tặng em để làm kỷ niệm. Cảm ơn anh. Khoan giới thiệu dự án nha. Vô chuyện tình yêu đi. Hôm nay tới đây thì trước đây anh từng làm giáo viên về nhạc, nên tới đây mình không có quà tặng gì nhiều. Mình xin hát bài hát nó vui vui nhỏ nhỏ để cho phục vụ quý khán giả. Và tặng hai MC, tặng em ha. Thì mình sẽ hát cái bài hát nó là dân ca Bắc Bộ. Bài đó đàn cù. Hát ha. Hát đi. Tại vì thường á em hát thì em hay đứng, còn bây giờ ngồi thì nó hơi bị cái. Đứng lên, đứng lên, đứng, đứng lên anh cứ việc đứng lên đó. Dạ đứng rồi. Can I kêu sếp ơi cái đèn cù vội dây ơi ngựa giấy tít mù nắm lại vòng quanh bao giờ tôi bên cái duyên à anh vội dây ơi ngựa giấy vòng quanh ơi cái tít mù là can I kêu sếp ơi cái đèn cù
Đèn cù là đèn cù ơi, ơi ơi đèn, đèn ơi. Hay. Mình cảm nhận về nhau thế nào đi nào? Nói bằng cả trái tim của mình, mình nghĩ sao nói vậy? Bắt đầu đi các bạn. 2 phút, bắt đầu. À, coi như là mình tới đây mình là chung nghề bất động sản, thì mình hiểu về dự án rất nhiều. Nhưng mà mình tới đây cái chương trình chính là tình yêu, đúng không? Anh thì nói chung anh không phải là kén, nhưng mà anh kỹ tính thôi. Và anh biết quan tâm chia sẻ người khác, nhưng mà anh không biết nấu ăn. Hồi nãy em nói là tìm cái người biết nấu ăn thì anh không biết, nhưng mà quan tâm chia sẻ chăm sóc và cầu tiến là anh rất có nhiều luôn. À, nếu anh biết nấu ăn thì hai đứa mình cùng học để nấu qua nhau cho ăn. Tình nào giờ là em ăn cơm bụi quen à. Cơm bụi thì cho nên là cái việc mà nấu ăn thì đối với em nó dở lắm. Nói chung là nếu mà có người đồng hành chung với em thì em có thể sẽ nấu được. Ok. Quan điểm tình yêu của gì em hãy nói với cho cô ấy biết. Quan điểm tình yêu hôn nhân của em là gì? Quan điểm tình yêu của em thì em có quan điểm là em nhìn mà em thích thì mới bắt đầu yêu, còn mà không thích thì không yêu. Vậy giờ anh nhìn em thích chưa? Anh nhìn em anh thấy được. Vậy thì được rồi. Rồi thì Oanh có ngại vấn đề làm dâu không? Em thật sự rất là vụng về trong vấn đề cơm nước. Công việc em thì anh biết bất động sản mà, đôi khi là có những cuộc hẹn và những cuộc họp nó rất là bất ngờ. Thì em nghĩ là nếu em về trễ về sớm thì bác có phiền hay không? Thì nói chung hiện tại nhà anh là 4 người. Thì em của anh nó đã lấy vợ nó ở riêng rồi. Bây giờ anh hiện tại anh ở với ba cha mẹ già. Anh thì anh đi tối ngày. Thì cha mẹ anh giờ già rồi, 70 mấy tuổi rồi. Thì chắc chắn phải có người đỡ đần chứ không thể nào mà gánh vác được. Thật sự là vậy. Tức là khi mà em lấy em về chắc chắn em phải làm dâu. Bây giờ á là còn một điều quan trọng nữa là gì? Ai sẽ là người chịu hy sinh cái nghề của mình để phục vụ gia đình? Hết sức là quan trọng. Em nghĩ nếu mà hai đứa cùng có kinh tế thì cái việc mà việc nhà hay là những cái việc nấu cơm, lắp giặt để chăm cho bác khi mà mẹ anh không còn khả năng, em nói ví dụ thôi, thì lúc đó thì nó sẽ khác. Còn nếu như mà hiện tại kinh tế hai mình làm bất động sản thì anh hiểu kinh tế hai đứa đó ổn, thì vấn đề mà thuê người để chăm làm những việc nhà thì ok, em thấy bình thường. Đó cũng là một cách hợp lý. Bây giờ chúng ta nói một câu chốt lại, trong lòng mình đang suy nghĩ điều gì về người đối diện và mình cảm giác như thế nào? Khi mà em tham gia chương trình này thì đã xác định là chương trình đã bỏ công bỏ sức và tìm một cái người đối tượng cho mình, thì mình hãy biết nắm bắt. Còn nó như thế nào nữa thì chưa biết. Trước mắt là mình sẽ đồng ý 100%. Rồi, đó là quan điểm của anh. Cô gái sẽ nói gì? Nó sẽ cho kết quả bằng nút bấm hay là không bấm? Đã đến lúc bấm nút, chúng ta phải lắng lòng mình lại, nhắm mắt lại, kiểm tra xem con tim mình có rung động hay chưa. Phải bấm nút bằng cả trách nhiệm và con tim của mình. Bấm nút là trao duyên, không lấy lại được. Mong sẽ có kết quả tốt đẹp cho cả hai bạn. Và bây giờ bắt đầu nha. 3, 2, 1. Hết thời gian. Chúc mừng. Rồi, hãy nắm tay nhau nào. Các bạn hôn nhau để kỷ niệm cái ngày bấm nút nào. Hôn đi, hôn đi, hôn đi, hôn đi. Chúc mừng các bạn. Chúc các bạn thật nhiều hạnh phúc nha. Mong chúng ta sẽ đến với nhau càng sớm càng tốt. Gửi thiệp mời chúng tôi càng sớm càng tốt nha. Dạ, dạ anh cảm ơn. Chiếc vé xem phim cùng đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Và đây mỗi phần quà dành cho các bạn là một bộ mỹ phẩm chăm sóc da mũ trôm Tân Gia Khang, bao gồm kem dưỡng trắng da mặt, kem dưỡng trắng da toàn thân, sữa rửa mặt do công ty mỹ phẩm Đăng Dương sản xuất và phân phối trên toàn quốc. Phần quà dành cho hai bạn là một cặp nhẫn cưới trị giá 10.200.000 đồng đến từ thương hiệu lọc thuốc Fine Cherry, có thiết kế vượt trội, chất lượng đỉnh cao, thiết kế riêng cho câu chuyện tình yêu của hai bạn nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Mời các bạn. Mối tình đầu tiên đúng người nhưng sai thời điểm. Mối tình thứ hai là đúng thời điểm nhưng sai người. Em 27 xinh xanh là vẫn như vậy. Em thích đợi chờ bạn gái. Đợi đi rồi biết cưng. Em thường nói với mọi người là em là người đẹp nhất. Nói đến khi nào mà họ đồng ý rằng là em là người đẹp nhất thì thôi. À, vậy là đã có một cặp đôi dắt tay nhau ra về trong hạnh phúc. Chúng ta lại sẽ tiếp tục kết nối với cặp đôi thứ hai. Xin mời. Vậy đi. Mời bạn nam. Mời bạn nữ.
mời bạn nam mình sẽ giới thiệu về tên tuổi, nghề nghiệp của mình nha. Dạ, chào chị Nam Thư, chào anh Quyền Linh. Rồi, em. Và chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Đặng Vũ Duy, năm nay em 25 tuổi. Thì hiện tại em đang là trưởng phòng kinh doanh. Em làm kinh doanh gì? Em làm kinh doanh bất động sản. Bất động sản luôn. Bây giờ mình mời bạn nữ giới thiệu nè. À, dạ, lời đầu tiên thì em gửi lời chào đến anh Quyền Linh, chị Nam Thư và tất cả quý vị khán giả trường quay ạ. Chào em. Chào dạ. Cưng. À, em tên là Ngọc Bình, em năm nay 27 tuổi, quê ở Đồng Tháp. Dạ, em là nhân viên văn phòng, chuyên về bên khâu kiểm định chất lượng. Thôi, mình nói về ưu khuyết điểm đi. Ưu điểm của em thì em thích đợi chờ bạn gái. Cũng hay nha. Dạ. Đợi đi rồi biết cưng. Khuyết điểm của em là khi mà gặp con gái thì trong đầu chuẩn bị rất là nhiều câu để hỏi. Nhưng mà khi gặp thì chữ bay hết. Rối quá đúng không? Rối. Anh nói là mình thích đợi bạn gái, là không biết là đợi về cái gì, vấn đề gì anh? Mình đợi trong mọi trường hợp, nó giống như một cái gì đó, nó rất là thú vị. Sở thích đợi mà em, mai mốt hẹn 8 giờ em cứ ngủ tới 9-10 giờ anh ấy vẫn cứ đợi. Anh này thích đợi mà. Trời, đúng anh không Linh, em? Dạ. Nói vậy chi cho cực, khỏi ngủ, ngủ là quá đáng hiểu không? Đợi make up, đợi thay đồ thôi là đủ xỉu rồi. Đợi trang điểm, lên đồ trước khi ra khỏi nhà 3-4 tiếng là không biết chịu đựng nổi không nữa. Ưu điểm, khuyết điểm của em là gì nè? Em tự nhận thấy mình là người cũng khá là kiên nhẫn vậy. Ừ. Bình thường thì trong team em có khoảng 20 bạn nữ á. Em thường nói với mọi người là em là người đẹp nhất. Nhưng mà có nhiều bạn họ không có đồng ý á. Thì ngày nào em cũng kiên nhẫn em qua, em gọi là tuyên truyền, truyền nhiễm vào tư tưởng các bạn. Nói đến khi nào mà họ đồng ý rằng là em là người đẹp nhất thì thôi. Cái đó là kiên nhẫn hả? Dạ, em không, chị nghĩ cái đó là lì. Bất chấp. Không sao, dễ thương mà. Cái gì mình muốn là mình phải làm cho được, phải không? Mình muốn mọi người nghĩ mình đẹp là mình phải tiêm vào đầu mọi người. Chà, con gái thì sinh ra mình đã là phái đẹp rồi. Đúng, ai rồi, phải đẹp. Em cũng là một người không thích kiểm soát lắm. Tại vì cũng không thích bị người khác kiểm soát. Nên là mình cũng tư tưởng là mình không thích kiểm soát người khác. Điện thoại, kiểm tra tin nhắn thì em thường là không có vấn đề đó. Bởi vì khi người nào cầm tới điện thoại của em mà không được sự đồng ý của em mà kiểm tra này nọ thì em cũng không thích. Chị cũng thích giống như em. Ừ. Rồi mình có ghen không? Dạ, chắc là cũng có chút. Chắc là cũng có. Bên nam có ghen không? Thì thương nhau mới ghen anh. Thường mấy ông sở thích chờ đợi là mấy ông hay ghen lắm. Thiệt mà, anh kinh nghiệm càng chờ đợi càng ghen. Bởi trong cái thời gian đó mình rảnh mình suy nghĩ coi, biết có làm gì bất đợi hoài hay có đi với ông nào hay không nói chuyện với thằng nào hay là này kia. Dạ không, em rảnh là em ngồi em ăn thôi. Đợi là ngồi ăn. Dễ tính quá nhờ. Bây giờ em cho bên đàn gái biết một chút về tình sử của em. Về yêu mà song phương á, thì em có hai mối tình. Thì mối tình đầu tiên là đúng người nhưng sai thời điểm. Đó là khi học đại học và vừa tốt nghiệp thì bên gia đình bạn gái lúc đó là hỏi cưới. Nhưng mà lúc đó thì em chưa có ổn định sự nghiệp. Cho nên lúc đó là sau khi quen 2 năm thì hai đứa định chia tay. Rồi, dạ. Mối tình thứ hai? Dạ, mối tình thứ hai là đúng thời điểm nhưng sai người. Là tại sao sai? Không hợp với nhau, không tìm được cái điểm chung với nhau. Mấy năm mới phát hiện ra không hợp? Dạ là 6 tháng. Ồ, ngắn quá mà. Rồi bên đàn gái sao? Dạ, em 27 xinh xanh là vẫn như vậy. Là chưa có một mối tình nào? À, dạ vâng ạ. Có nắm tay chưa? Nắm tay kiểu giao tiếp thông thường thì có chị. Trời, tôi đang hỏi nắm tay trong tình yêu chứ nắm tay giao tiếp thì có là đương nhiên rồi. À, dạ, bạn trai chưa có nên không có nắm tay. Nắm tay thôi hả? Dạ. Trời, không có. Chưa không, nắm tay luôn. Trời, con gái, không lẽ trong cuộc đời này còn quá nhiều cô gái thế này sao ta? Trong bạn mối họ rất nhiều cô chưa bao giờ yêu, thậm chí 30 tuổi chưa bao giờ nắm tay luôn. Ôi, thiên thần. Đúng trong rồi. Cuộc đời này rất nhiều chàng trai, rất nhiều soái ca, rất nhiều gọi là anh trai mưa, anh trai bão được kia mà sao không quen ai được à? À, hồi nhỏ thì do mẹ không cho yêu, rồi không quen, rồi sau này lớn lên rồi giống như hồi đó mình chảnh quá, mình từ chối rồi nhiều quá nghiệp báo vậy đó, xong bây giờ không ai đeo nữa. Làm gì nghiệp báo nữa. Dạ, ví dụ như trong công ty cũng không có đối tượng nào luôn hả cưng? À, dạ hiện tại em làm trong công ty mình thuộc về tổng đài chăm sóc khách hàng á, nên là cái số lượng anh nam đã hiếm rồi, mà anh nam mà thực chất là nam thì lại càng hiếm hơn. À, rồi hiểu luôn chị em không luôn. Dạ rồi. Thực chất nam càng hiếm hơn, câu này nghe đau lòng. Nhưng mà em gái, dạ, có bao giờ trong mơ em nắm tay một chàng hoàng tử nào, em hôn một chàng hoàng tử nào chưa? Cái này em cũng không nhớ, tại vì em ngủ sao em mơ rồi cái em hay quên. Vậy là không có. Em có xem phim tình cảm không? Dạ có. Tới cái đoạn người ta hôn nhau, em có cảm giác gì không? Hồi đó thì hay vậy.
Trời ơi. Trời ơi, thời thế kỷ 21, 22 rồi, bây giờ kiếm đâu ra cô gái như em nữa. Thiệt. Người ta nói giờ ai mà nắm tay em chắc trường sinh bất lão đó cưng. Mai em gặp chị Thư, chị sẽ giảng thuyết cho em 4 phút. Em nói chuyện với cô ấy 4 phút để cô ấy hiểu. Chào chị. Chào cưng. Được, được, được. Đẹp trai không chị? Hả? Đẹp trai không chị? Được. Hai đứa chắc cũng hợp đó. Ví dụ mà bây giờ em gái tôi bên này chịu đi, rồi đặng khi nào tiến tới? Từ 6 tháng đến 1 năm. Nhưng mà bây giờ thật sự em đã sẵn sàng chưa? Chứ lại đi nửa đường nó y thôi, bây giờ anh chọn sự nghiệp. Bây giờ là mọi thứ đều đã sẵn sàng rồi chị. Nhìn mặt là thấy chân thành rồi đó. Hỏi cô gái bên kia coi muốn tìm người yêu thế nào có hợp với này không? Em cái kiểu em muốn tìm người yêu sao? Đầu tiên là người đó là phải yêu chân thành, có trách nhiệm. Vì khi họ yêu chân thành và có trách nhiệm thì họ sẽ làm trong hết cái khả năng của họ để đảm bảo cho người họ yêu hay là cả gia đình của họ có đầy đủ được hạnh phúc. Chân thành và có trách nhiệm. Dạ. Ngoài ra em có chuẩn mực nào, ví dụ đẹp trai, không bia rượu, không hút thuốc, không hôi, không hói. Không có nói hói nha. Sao kỳ ghê anh Linh á. Từ đó nhạy cảm lắm nha. Đẹp trai thì càng tốt rồi. Và em thích cái bạn trai có cái nụ cười, cười tươi. Đừng có nói chuyện ba hoa với em. Khi mà nói chuyện mà đầu tiên mà vô mà giới thiệu anh có này nọ này kia, cảm giác là tụt mút liền. Không có. Anh bên này Cà Mau. Ủa như có bán cua không? Dạ có. Trời ơi, bữa nào tặng nhẹ chị 1 ký ăn chơi được không? Dạ 2 ký luôn chị. Em nhớ hổm có vụ anh xin công đất cho anh, xin cho em công đất luôn không? Không, em có gì? Xin 2 ký cua. Cho chị 2 ký, anh Linh nửa ký, hiểu không? Thôi. Được rồi. Bây giờ thế này, em cảm giác cái giọng nói này ấm không? Dạ ấm. Ấm ha. Em cảm giác là cái nụ cười anh tươi không? Cảm giác thì chưa cảm giác được. Cười cười đi em, cười thử đi. Cười lớn cho thử đi. Cười lớn lên. Trời ơi, dùng nụ cười ghê quá. Sao nhỏ thì anh nói cười nè, không? Im lặng nha, anh cười thử coi nó ấm áp không? Cười đi em. Nụ cười này gọi là nụ cái này cười là ông Mai cua Cà Mau. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi làm sao. Dạ. Mời đàn gái nhà mình nè. Chào anh Quyền Linh, chị Nam Thư, chào đại diện bên nhà trai và tất cả quý vị khán giả. Em là Yến, là bạn đồng nghiệp của Bình. Thì bạn Nam ở đây thì nhìn chung là cũng ưa nhìn đó, cũng cao ráo, cũng cười tươi theo cái nguyện vọng của Bình. Qua cái cách bạn trao đổi thì cảm giác là bạn khá là hiền lành, chân thành. Nói chung là có sao nó vậy đó, chứ không có bao hoa đâu, cho nên đừng có lo. Đã đến đây là duyên của hai bạn rồi, thì cũng hy vọng là hai bạn sẽ cho nhau một cái cơ hội để có thể bước tiếp hơn nữa trong cái thời gian tới. Rồi, cảm ơn em gái. Dạ. Cảm ơn cưng. Bạn trai. Dạ, con chào chú Nguyên Linh, chào chị Nam Thư, chào bên nhà gái và tất cả mọi người trong trường quay. Con tên là Linh, là em của anh Duy. Thì anh Duy là một người rất là hiền lành, mình thật thà. Ảnh thì có hơi nhạt một xí, nên nếu mà em thấy chị thì xinh xắn và rất là mặn thì có thể chữa được cái độ nhạt của anh Duy. Em nghĩ là hai người nên cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Nếu có thể thì mình đi đến hôn nhân cũng được. Hay quá, em gái ruột đó hả? Dạ, em họ. Em họ hả? Thấy chưa? Dạ, cái nút ở đâu rồi? Cái nút ở đâu hả? Trời ơi, bà làm liền vậy đó. Dễ bây thương. Giờ nè, hai đứa sẽ có thời gian trao đổi chút xíu để hiểu sâu nhau hơn. Sau đó mình quyết định nha. Dạ. Mở rào. Đó, thời gian này của hai bạn nha. Chúng ta cứ tự nhiên nha. Chào em. Gấu, gấu. Gấu tặng quà kìa. Anh tặng em. Cảm ơn. Nãy nói chuyện nãy giờ thì anh cảm nhận em là một người rất là dễ thương thì và thì cũng xinh xắn. Thì anh hy vọng là mình sẽ có cái cơ hội để mình sẽ đi xa hơn chút xíu nữa. Dạ thì qua những phút vừa qua thì ấn tượng ban đầu của em mà nói là hiểu hết thì chắc là không hiểu hết, nhưng mà ấn tượng ban đầu là khá tốt. Nhưng mà anh cho em hỏi thêm á, là tại vì lúc nãy á là chưa có nghe cái khuyết điểm của em á. Là em hơi bụng về, có nghĩa là may áo đứt nút giờ kia em vẫn may được, nhưng mà sau khi em đơm cái áo lại thì nhìn vô cái nút em đơm với những cái nút khác nó sẽ khác nhau liền. Rồi như nấu ăn thì em thường làm theo cảm hứng. Đôi khi người ta ăn mì gói với trứng với xúc xích này kia mà
Em thích thì em ăn mì gói, em để tàu hũ này kia thôi. Và nó không theo một cái công thức gì hết. Nó khá vụng về trong việc nhà thì không biết là mình có có ác cảm gì với cái vấn đề cô gái vụng về những việc nhà không ạ? Cũng không phải gọi là cái khuyết điểm. Anh cũng biết một chút về nấu ăn. Thì nói chung là hai bên mình mỗi người một thích một chút xíu về vấn đề thì nó sẽ hoàn thiện hơn. Em cũng hay có cái bệnh là não cá vàng á, hay quên lắm, giống như là đi làm về thôi có cái chìa khóa với lại cái thẻ xe thôi mà cứ chạy tới chạy lui quên. Lỡ sau này quen nhau giả sử như hai đứa hẹn đi chơi đi, em chạy vô anh ơi em quên cái này rồi, xong anh ơi em quên cái kia rồi, chạy ra chạy vô, mình thấy là không biết mình có khó chịu không. Nếu mà đã quen nhau rồi thì phải chiều bạn gái thôi, mình phải đi về mình lấy thôi. Cái đó là một cái gọi là có trách nhiệm hơn đối với bạn gái của mình. Nếu em nói em là một cô gái cũng hơi nóng tính, khi mà mình đang tranh luận đi thì anh có cái xu hướng là sẽ nhường cho em thắng trước rồi sau này anh nói sao, hay là bây giờ anh sẽ chỉ ra những cái điểm sai của em luôn ngay tại thời điểm đó? Thường là anh sẽ nhường cho bạn gái nói thắng trước, sau khi bạn gái ngu giận hoặc là bạn gái bất nóng tính thì anh sẽ phân tích lại vấn đề đó cho bạn gái hiểu. Tại vì lúc khi mà bạn gái nóng tính thì mình cho dù mình có phân tích ra thì bạn gái nó cũng sẽ không hiểu đâu. Cô gái thì lúc nào cũng bảo vệ quan điểm của mình. Dạ đúng rồi. Thì tại vì trước kia cũng có như vậy, là lúc đó là tâm trạng cũng không rất là không tốt, thì xong có một cái bạn chung nhóm thôi, bạn lại vẫn cứ chọc thì nói là đi ra cắn bây giờ. Thì cái bạn đó cứ là nè cắn đi, thế là em phập liền. Thì thì cái đó là sau khoảng hơn gần 10 ngày á, cái dấu vết răng nó vẫn còn và bạn đó đem lại, thì lúc đó mình mới cảm thấy là mình hối hận. Em cũng nói từ đầu là em hơi nóng tính nên có thể là trong cái cuộc tranh luận đó em không nghe. Nhưng mà sau khi mà em đã nguôi rồi thì nếu mà giải thích thì em vẫn nghe, sai thì em vẫn nhận. Sau 10 ngày mới nguôi đó nha. Bây giờ mình nói chuyện hẹn hò đi. Những lúc nào bạn gái cần hoặc là ấy thì em đều có mặt được, bất kể thời gian. Hai sáng anh ơi em đói bụng quá, chạy qua chở đi ăn một chiên đi đó. Mình nói chút xíu về quan điểm với con cái hai bạn. Em không có quan trọng về con trai hay con gái hay là như thế nào hay là bao nhiêu, miễn sao là một cái mình có một cái gia đình gọi là tương đối là hạnh phúc rồi. Ừ. Thì em cũng vậy, là em thích thì gia đình có khoảng từ 1 đến 2 cháu thì được. Thôi, bây giờ trước khi kết thúc thì em muốn tặng bạn gái một tiết mục nào không? Em thì làm thơ rất dở nhưng mà em là chùm copy. Rồi. Thì em xin tặng bạn nữ một cái bài thơ mà em copy được. Yeah. Mỗi năm chỉ có một mùa đông, ai mà ôm gấu ai mà suốt ngày ôm gấu bông. Làm lại. 2, 3. Mỗi năm chỉ có một mùa đông, ai mà ôm gấu ai mà làm lại 2, 3. Mỗi năm chỉ có một mùa đông, ai mà ôm suốt gấu bông cả đời. Hay thôi em cứ nhận lời, mùa đông sắp tới có người cầm tay. Có tiết mục gì không? Đáp giả, hát, hò đồ. Trời ơi. Con đừng cái hát dở lắm nhá. Kệ nó, hát chú, đại chú, đi. Chú dịnh bạn lại giùm con đi, rồi. Bạn chạy. Hát đi, bắt đầu. Phần làm con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy sao sông rộng đường dài. Kệ, có hát cũng được. Bây giờ trước khi chúng ta tiến hành bấm nút thì em trai nói một câu gì đó, nói bằng cái suy nghĩ của mình nha, không cần màu mè, không cần gọi ngôn tình gì hết, nói bằng suy nghĩ của mình. Sau cuộc nói chuyện và tìm hiểu thì anh cũng cảm nhận được nhiều cái điểm chung giữa hai người, thì anh mong muốn là chúng ta sẽ có cái cơ hội tìm hiểu nhiều hơn và sẽ có được cái bước tiến xa hơn là đi đến hôn nhân. Rồi, hết thời gian. Để tay vào nút bấm đi các bạn. Quyết định cuối cùng. Lắng nghe con tim mình, phải thực sự lắng nghe nha. 3 2 1 Hết thời gian. Chúc mừng. Đây. Chúc mừng các bạn. Cô gái này chưa một lần nắm tay. Ừ. Chưa một lần hôn. Đúng. Hãy nắm cái tay đầu tiên cho ấn tượng nào. Nắm chặt vô. Rồi. Nắm đi, bắt đầu cảm giác đi, nhắm mắt lại cảm giác sao em gái? Cảm giác làm sao? Tay lạnh quá. Nắm tay đầu tiên con trai đó. Rồi tiếp theo sẽ là hôn. Người ta hôn đầu tiên đó nha, không sao cho ấn tượng nha. Hôn sao coi được nha. Rồi. Để lâu lâu để chưa được.
Nụ hôn đầu tiên mà. Nghe cái chóc rồi chú. Không có chưa. Nào, làm lại chừng nào tôi nói buông là buông nha. Bắt đầu. Để nguyên. Hít vô. Hít vô. Đừng thở luôn, hít luôn. Thôi. Rồi. Hay quá. Hung mà có thôi nữa. Chúc mừng các bạn nha. Thấy sao gái? Em nghe cảm giác quan trọng nha. Cảm giác của cái người lần đầu tiên 20 mấy năm mới được hung nè. Để hồi hộp, tim đập rung. Khi mà cái mũi anh đụng vô cái má rồi thấy làm sao? Rung mình. Thấy chưa? Trời, vậy là em còn cảm xúc nha. Anh Linh. Nhớ cảm giác nụ hôn này nha. Rồi, chúng ta sẽ có những chiếc vé xem phim của cùng rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Nắm tay đi, đừng buông ra. Tặng mỗi bạn một bộ mỹ phẩm chăm sóc da, mũ trôm Tân Gia Khang bao gồm kem dưỡng trắng da mặt, kem dưỡng trắng da toàn thân, sữa rửa mặt do công ty mỹ phẩm Đan Dương sản xuất và phân phối trên toàn quốc. Còn nữa, phần quà dành cho hai bạn là một cặp nhẫn cưới trị giá 10.200.000 đồng đến từ thương hiệu lọc Phúc Phai Cherry. Có thiết kế vượt trội, chất lượng đỉnh cao, thiết kế riêng cho câu chuyện tình yêu của hai bạn nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Gửi tặng các bạn. Đứng sát vô coi, đứng sát vô. Hạnh phúc của các bạn chính là hạnh phúc của chúng tôi đấy nha. Đúng rồi. Chúc các bạn hạnh phúc. Chúc mừng các bạn. Đẹp trời lắm. Trời ơi. Em bảo thủ, em cố chấp mà em ngang ngược lắm. Tại vì em đẹp cho nên em không muốn bạn trai em đẹp quá đâu. Kỳ vậy? Em thích bạn trai mặc quần lành hay quần rách? Quần rách đi cho gái nó khỏi thơ. Trời đất ơi. Mời bạn nữ ra sân khấu. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi em. Rồi, bây giờ mình giới thiệu đi em. Dạ, đầu tiên em chào chị Cát Tường. Em chào anh Quyền Linh, em chào tất cả mọi người. Em tên là Nguyễn Ngọc Đan Phượng. Năm nay em 26 tuổi. Công việc của em là em bán bún bò. Bán bún bò, bán ở đâu? Dạ, em bán ở nhà tỉnh Bình Phước chị. Thị xã Bình Long. Bình Long, Bình Phước. Là quê mình Bình Phước luôn hay sao em? Dạ, quê em là ở thành phố Hồ Chí Minh. Xuống Bình Phước bán bún bò. Dạ. Bây giờ là sống dưới đó luôn. Dạ. Rồi, có nghĩa là hôm nay từ Bình Phước lên đây tham gia chương trình. Dạ đúng rồi. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Dạ, xin chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường và chào bạn gái bên cạnh và chào toàn thể mọi người ở đây. Mình là Trịnh Ngọc Dũng, mình đến từ Bình Phước và quê quán cũng như bạn gái bên cạnh là ở thành phố Hồ Chí Minh và nhà mình thì lập nghiệp trên đó và hiện tại mình đang sống ở Bình Dương. Trời ơi, hay quá vậy ta. Ngày xưa, có hai bạn quê thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp Bình Phước, không bao giờ gặp nhau và ngày nay hai bạn đã gặp nhau trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Đó là cái duyên đầu tiên ha. À, hỏi coi có gần nhau không? Em có nghe qua là bạn Bình Long và em ở Lục Ninh là cách bạn khoảng 20 cây số. 20 cây số. Em làm nghề gì nãy giờ em chưa giới thiệu? Em hiện tại là kinh doanh một quán trà sữa. Bên bán bún bò, bên bán trà sữa. Ăn bún bò, uống trà sữa có sao không ta? Chắc không sao được. Được không? Được ạ. Được ha, hợp lý à. Vậy là phối hợp kinh doanh được phải không anh? Hai bạn có thể làm ăn khá rồi đó. Thì tụi mình sau này cứ hợp tác làm ăn đi. Bây giờ mình giới thiệu cho bạn trai nghe ưu điểm, khuyết điểm của mình đi. Em năng động. Em thích công việc cũng là kinh doanh tự do giống như bạn trai ở bên á. Em có khả năng sáng tạo nhiều và nếu mà nói về công việc kinh doanh á thì em thích đi đầu những cái xu hướng mới. Khuyết điểm thì em nhiều lắm. Ví dụ? Làm biến vào việc nhà. Rồi em bán quán ai dọn dẹp? Dạ, mướn người hết chị. Mướn người hết? Dạ. Em làm cái khâu gì trong cái bán quán? Em múc tô tính tiền thôi chị. Em múc cho anh 2 tô bên đây của em. Đang đói à. Bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của em thì sao? Khuyết điểm anh là khi tiếp xúc với người lạ thì em hay trầm tính và ít tiếp xúc được. Thứ hai là em khuyết điểm anh hơi kỹ tính nên đang ra nhiều người nói em là khó chịu. Có nghĩa là mọi thứ sạch sẽ đó. Còn cái ưu điểm của thì em có thể nấu ăn được, biết lắng nghe chia sẻ với mọi người. Anh thấy cũng đâu có gì khuyết điểm lớn đâu đúng không? Dạ, ý là kỳ tính quá thì nhiều người họ sẽ cho mình là khó chịu chu toàn quá. Phải là chu toàn hết. Dạ. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em thì hiện tại trải qua đã 2 mối tình rồi. Mối tình nào là dài nhất? Mối tình là cấp 3. Sau này thì chỉ tìm hiểu một vài người và không hợp thì chỉ vài tháng là... Vài tháng cũng chưa phải gọi là mối tình ha. Dạ. Rồi tình trường mình sao? Trải qua mấy mối tình rồi em? Em có 3 mối tình. Mối tình gần đây nhất là quen nhau được 1 năm. Lý do sao chia tay? Anh không chịu cưới. Em có nói với anh không? Em có nói, em cầu hôn chị. Em cầu hôn trai luôn hả? Dạ, em cầu hôn mà từ lúc mà theo đuổi cho tới tỏ tình là em làm hết anh. Trời đất ơi, cô bên kia cá tính mạnh mẽ lắm mà nha. Bây giờ em muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào? Em thích đàn ông
tính tình hiền lành. Bên đây có hiền đó. Có đạo đức. Có đạo đức. Đạo đức có luôn. Em không có ngại cái chuyện là khó tính hay là kỹ tính đâu. Em nói là em làm biếng việc nhà thôi, nhưng mà thực chất là gọn gàng sạch sẽ thì phải được. Điều gì em không thích ở người bạn trai? Nói nhiều chị. Bạn này ít nói, đúng như ý em luôn. Chững chạc, biết nhường nhịn. Tại vì em á, là em bảo thủ, em cố chấp mà em ngang ngược lắm. Nhưng mà cái mẫu người lý tưởng của em thế nào? Cao thấp, mập lùn, mang yến đen thế nào, nói luôn đi. Tướng thì chắc là cao bằng em trở lên. Em cao 1m65 chị. Rồi 65. Bảo đảm luôn. Anh cao mét nhiêu anh? Tên 65. 65 rưỡi. Được không? Tại vì bình thường em ăn rất cao không à. Còn gì nữa? Quần áo, ăn mặc sao? Tại vì em đẹp cho nên em không muốn bạn trai em đẹp quá đâu. Kỳ vậy? Em giữ mệt chị. Chào em. Dạ em chào anh. Đáng lẽ em phải thích bạn trai đẹp chứ. Thì cái đó là chắc hên xui thôi anh. Em thích bạn trai mặc quần lành hay quần rách? Quần rách đi cho gái nó khỏi thôi. Trời đất ơi, nó rách đều luôn á. Dạ không sao, dép lào, quần rách, nói chung là ăn mặc đơn giản một tí. Nhưng mà vậy đi với em ra đường không xứng rồi sao? Không chị, đại gia với chân dài mà đại gia đâu còn đẹp. Cái cô này có những cái suy nghĩ lạ lắm nè. Được, ghét cái gì nhất cái tật xấu của đàn ông á? Hay nói xấu người khác á. Em có nói xấu ai không em? Thỉnh thoảng anh. Thỉnh thoảng. Trời đất ơi, nói xấu ai vậy? Thỉnh thoảng anh nói xấu vợ thôi. Tình hình ấy xấu vợ sau này anh. Vợ em nó đâu sợ đâu, cả sớm thì sợ mà. Anh thấy bên kia yêu cầu sao giống em dữ lắm luôn rồi đó. Ha, giống 80% trở lên đó. Bây giờ bạn trai ơi, bạn gái kiểu như là sống tự lập, hơi cá tính, bản lĩnh, em có ngại không? Dạ không ạ. Về là vợ coi như là nắm quyền hết không? Tại vì nếu mà được những người phụ nữ và là bản lĩnh như vậy thì chắc chắn thì em sẽ thành công hơn bây giờ nữa. Đúng rồi, có nhiều người sợ vợ mình sợ đúng không em? Dạ, đúng rồi. Hay đuôi rách đúng theo yêu cầu của bạn. Sao cái đó nổi quá vậy? Em thích. Gu vậy đó hả? Dạ đúng rồi. Ủa trên tay, ủa sao con trai đeo vòng chứ vậy? Thì mình thích thì mình đeo thôi chị. Ủa cái đó vòng nữ em ơi. Đâu, cái này của Tài Thiên mà. Cái vòng kim cô hả? Đúng rồi. Ai đeo cho em vậy? Em tự đeo, thích thì mua thôi. Rồi bài thần chú ai giữ? Bài chú thì để sau này vợ giữ. Đưa cho vợ ha. Dạ, quậy rồi. Quạng vợ đọc thần chú là nó siết vô đúng không? Dạ đúng rồi. Đàn ông mang vòng, đeo vòng mà mang giày cam rồi cũng không. Anh bên này cái gu thời trang cũng lạ lắm nha. Ủa giày đỏ chứ. Đỏ mà đỏ chói giống cam luôn á. Bên này cô này rất là fashion rồi. Bên này ta có gu, bên này hơi gu lạ. Em có hút thuốc, ăn nhậu, cờ bạc gì không? Dạ hút thuốc thì không. Ăn nhậu thì thỉnh thoảng lâu lâu có hội họp bạn bè chứ không thường xuyên. Ủa con trai biết nhậu được không? Dạ em biết nhậu luôn mà. Ủa vậy hả? Em nhậu nhiều không? Người ta uống nhiều, em uống nhiều mà chị. Ngang ngửa con trai luôn hả? Lần em uống nhiều nhất là bao nhiêu? Chắc là hơn nửa thùng. Hả? Thôi chịu nổi không cưng? Thì em rót bia cho bạn ấy uống được. Hai bạn này thấy hợp á. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với anh bạn em. Đầu tiên em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Thì bạn trai thì rất là phù hợp với cá tính của Phượng. Phượng có cá tính rất là mạnh. Phượng thích kinh doanh, mạo hiểm, tiếp phụ nữ, năng động, luôn hướng về phía trước, không muốn dừng lại phía sau. Phượng không phải là một người phụ nữ tiếp phụ nữ ủy mị. Bạn ấy rất là mạnh mẽ, không được thì bạn ấy sẽ cho qua. Hai người rất là tương đồng. Mình thì thích uống trà sữa nên mình rất thích anh ấy. Rồi bạn trai đi với ai? Dạ em đi với anh chị và những bạn đồng nghiệp cùng chung chỗ làm. Anh chị ruột á hả? Dạ. Dạ anh chào anh Huyền Linh và chị Cát Tường. Thì em là chị ruột của Trịnh Ngọc Dũng. Em thấy em là nó hiền. Còn đối với bạn gái thì nó thích một bạn gái mà cái mẫu mực có chững chạc xíu, không như tống tính, không tính tình con nít. Như bạn gái đây thì đã chững chạc rồi, đã tiếp xúc ngoài đời thì không còn con nít trẻ con nữa. Thì em nghĩ hai bạn này tiến với nhau rất là được. Giờ mình sẽ mở rào cho hai bạn sẽ mặt nha. Tâm sự với nhau nha. Bắt đầu. Anh có món quà đó là sản phẩm của bán anh, đó là trà sữa. Em cảm ơn. Tặng em cái cổ xí ngầu này. Anh tên Dũng, anh bao nhiêu tuổi mà em không có được rõ. Anh chưa giới thiệu tuổi mà. Ủa vậy hả? Sinh năm 90, anh hiện tại 28 tuổi, còn em? Em nhận anh 2 tuổi. Chúng ta cảm nhận về lần đầu tiên gặp nhau đi. Thấy ảnh làm sao? Anh rất là hiền. Bạn gái hôm nay là đã ngoài sức mong đợi rồi chị.
Có nghĩa là những cái gì mà lúc em đăng ký thì hầu như là hoàn hảo và ok hết. Cũng lạ ha, lần đầu tiên gặp bạn gái quất hai cái đồ gối đưa ra ha. Thì cái gì mình cũng phải tạo từ đầu tiên với chị, nếu mà không hợp thì sau này khỏi luôn, còn nếu mà hợp thì mình quen tiếp. Dạ đúng rồi, quan trọng là cái nhìn đầu tiên mà em thấy anh ấn tượng thật á. Để cho em nhớ. Thích không em? Hết. Dạ thích là được rồi. Rồi sinh con cái thì sao? Anh thích con trai hay gái anh? Đó là con của... Con của mình. Mình đúng rồi. Còn trai gái thì vấn đề đó thì không quan trọng. Em thích con gái đầu lòng. Bạn nữ cũng là một cô gái mạnh mẽ, em có thể bày tỏ cảm xúc của mình phút này với bạn trai. Em ngại lắm chị ơi. Bữa em cầu hôn người ta được mà. Thì em hát tặng bạn trai một bài đi cũng được. Có bài Bún Bò ơi đó. Bún Bò ơi. Ước gì anh ở đây giờ này. Ước gì ta đừng có giận hờn, để giờ đây cô đơn vắng tên. Đời em đã mất anh rồi. Rồi đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Nếu chúng ta cảm thấy không phù hợp, không có cảm xúc, không có cảm tình, chúng ta không bấm, vì nhiều người khác sẽ dành những cái sự ưu ái đó cho chúng ta. Suy nghĩ thật kỹ nha. Bấm nút là hẹn hò yêu đương, không phải bấm nút để làm bạn, để hợp tác kinh doanh nha. Một, hai, ba. Hết thời gian. Hai bạn chúc mừng, nắm tay nhau nào. Các bạn đã chính thức hẹn hò nhau và hy vọng rằng chúng ta sẽ sớm tìm hiểu nhau, hướng đến một cái hạnh phúc bền lâu nha. Những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 đi chiến thắng. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang cấp BTX trên toàn quốc. Và đây là nước xịt thơm miệng thảo dược Relax gửi tặng hai bạn. Chiếc máy nước nóng với thương hiệu Atlantic gửi tặng hai bạn. Và một chiếc máy nước nóng hiệu Senton gửi tặng hai bạn, với tổng phần quà trị giá là 7 triệu đồng. Phần quà đặc biệt dành cho các bạn đó là một chiếc TV cao cấp UVC TV trị giá 9 triệu đồng sẽ dành cho hai bạn nếu như các bạn tiến đến hôn nhân. Bạn có thể kết nối Bluetooth, điều khiển bằng giọng nói, đặc biệt là gọi điện thoại cho người thân ngay trên cả TV, rất tiện lợi. Cặp này ấn tượng quá ha. Rồi, và như vậy là cặp đầu tiên đã hẹn hò với nhau rồi, rất là vui đúng không? Ta sẽ tiến tới với cặp thứ hai của ngày hôm nay xem như thế nào. Xin mời. Tóc dài thì càng tốt. Anh ơi, em tóc ngắn lắm, ngắn lắm luôn, tóc tém. Sao vậy, anh nuôi bây dài nè? Em rất là thích nấu ăn nhưng mà em nấu xong em lười dọn lắm. Để em nấu em dọn nha. Sao? À, cảm ơn anh. Mời bạn nam. Rồi, mời đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, mời em ngồi. Dễ thương. Rồi, em giới thiệu về mình đi em. Xin chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh và các bạn khán giả. Em tên là Chu Thị Thanh Nguyệt, em 24 tuổi, em đến từ Bình Thuận. Và hiện tại em là nhân viên kinh doanh của sàn giao dịch bất động sản Hòa Bình. Dạ, em họ làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, mời bạn trai. À, chào chị Quyền Linh. À, sorry. Chào chị Quyền Linh thì cứ nói đi, sao đâu. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh. Và xin phép chào tất cả mọi người ở trường quay. Em tên là Nguyễn Trần Trung Thảo, ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì mình đang làm nhân viên giao nhận ở phòng cung ứng của một khách sạn ở quận Nhất. Bạn Thảo. Dạ, em tên Thảo. 20 mấy tuổi? Dạ, em 28. 28, bạn bên kia Nguyệt là 24 tuổi. Ưu điểm, khuyết điểm của các bạn. Rồi, mời bạn Thảo trước. Dạ, ưu điểm thì em làm việc rất là nhiệt tình, tất cả mọi thứ, từ công việc cho đến cuộc sống hàng ngày. Và cái chân thật, không có hút thuốc lá hay là uống rượu, tứ độ từ điện không có. Khuyết điểm là khuyết gì? Khuyết điểm thì có lẽ em người đầu tiên tiếp xúc với em, có lẽ mọi người đều nhận định là em ít nói và em cũng khá là rụt rè trước đám đông. Rồi, mời bạn gái. Dạ, về ưu điểm của em thì em khá là độc lập và em khá là mạnh mẽ. Mọi người nói cũng là điểm mạnh mà cũng là điểm yếu. Em rất là thích nấu ăn nhưng mà em nấu xong em lười dọn lắm. Thì cuối cùng nấu bài ra ai dọn? Nhưng cuối cùng vẫn phải dọn. Để em nấu em dọn cho, sao? À, cảm ơn anh. Còn gì nữa? Thì em biết chơi cờ tướng. Em có từng được giải huy chương bạc cờ tướng. Wow, cuộc thi em gì? Thi ở giải trường à. Huy chương bạc cờ tướng luôn á hả? Dạ. Còn bạn trai có biết cờ tướng không? Dạ biết, nhưng mà em chưa có huy chương rồi hết. Em có mang một bộ cờ tướng. Wow. Nếu như mà
Có thể thì lát nữa cuối chương trình mình có thể chơi không, thử. Bây giờ cái này nè, khỏi cần cờ tướng. Chúng ta giao lưu đánh cờ tướng trong trí tưởng tượng. Tôi bài bằng cờ tướng lên rồi đó. Bây giờ nữ đi trước, thử coi sao. Vào pháo đầu. Lên pháo đầu. Lên mặt. Rồi, gì nữa? Chí tốt trên pháo đầu bên phải. Ra xe. Chậm quá vậy. Là hiểu quy chương bạc với quy chương đồng rồi đó. Nhưng không, anh ơi, chứ chưa tới đồng đó. Bạn nam, có cái tài lẻ gì mình phải thể hiện coi. Đánh cờ là mình thua bạn nữ rồi đó. Thôi hát đi. Giọng này hát hay nè. Được giọng không, này hay không? Lắm nè. Giọng ấm à. À, vậy em xin phép hát một bài em hát cũng không có hay lắm. Take me to your heart, take me to your soul. Give me your hand before I'm old. Show me what love is, haven't got a clue. Show me that wonder can be true. They say nothing lasts forever. We only here today. Động mình lớn, mình phải hát cho nó có hồn lên. Hát giống như buồn ngủ trưa quá. Nè, bạn gái, đáp lại liền em. Hát thì không phải sở trường của em. Đấy. Tuy nhiên là em có một biệt tài là các thể loại nhạc em chuyển hết thành cải lương. Rồi, trời ơi, vậy là hoàn quá đặc biệt đó. Nữa. Làm luôn. Làm luôn đi em. Phận là con gái chưa một lần yêu ai. Nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài. Cạnh nhà neo đơn, bầy em chưa lớn, chiếu đôi vai gánh nhọc nhằn. Thấy mẹ thương em, nhớ tim người sẽ duyên. Vô vô, cải lương, vô cải lương. Cải lương, cải lương đâu, cải lương đâu. Nó có cái âm hưởng lúc nào cũng âm vậy. À. Thôi em có vô cải lương được không? Dạ thôi anh ơi. Trời ơi. Anh Linh anh mê bài này lắm, anh tính chờ em vô khúc cải lương đó chứ. Tôi khóa vô cải lương bài này à. Ngoài ra là em có một cái nữa sở thích của em là đá banh. Đá banh nữa? Dạ em từng có một huy chương vàng và một huy chương đồng giải trường. Em đá ở vị trí nào? Dạ tiền đạo cắm và hậu vệ. Trời ơi sao dữ vậy ta? Tiền đạo cắm mà đứng con chỗ đó. Dạ đứng mà xúc mà anh. Bạn trai có biết môn thể thao nào không? Dạ em có bơi lội với chơi bóng rổ, lại cũng có đi tập gym chút xíu chị. Có chơi banh đũa nữa được không? Dạ. Nãy giờ tài năng quá rồi, giờ tới tình trường đi, mình trải qua mấy mối tình rồi em. À mọi người hay đùa là khi nhìn trên đường tình duyên của em nó bằng phẳng quá. Tại vì đi suốt mà không có vấp phải ai cả. À, dạ. Chưa có một mối tình nào luôn. Dạ thực sự là chưa. Chưa hôn nụ hôn đầu luôn. Chưa luôn. Lý do tại sao em chưa tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? À dạ tại vì thời điểm này em nghĩ là công việc của em cũng khá là ổn rồi. Em nghĩ là mình nên cho bản thân mình và người khác một cơ hội. Bên này chưa có mối tình dắt dai nào nha. Dạ. À, em thì cũng thật sự thì nó chính thức thì chỉ có một cái mối tình là học trò đó chị. Bạn đó thì bạn đi Mỹ rồi nên là cũng từ đó về sau không có thương ai. Chúng ta sẽ đi tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? À, em nghĩ thì em cần bạn nữ chỉ cần biết kính trên nhường dưới, biết lo lắng cho công việc trong việc nhà. Đó là thiên chức người phụ nữ rồi. Cái mẫu hình lý tưởng á có hình dung một giống ai không? Em thấy giống chị Cát Tường cũng là một phụ nữ rất là tốt rồi. Cảm ơn em. Tóc dài thì càng tốt. Tóc dài càng tốt. Anh ơi em tóc ngắn lắm luôn, tóc tém. Sao về anh nuôi cái dài ra. Bạn gái mẫu người lý tưởng của em thì như thế nào? Tính của em cũng hơi có tính mạnh, thì em muốn một bạn trầm một chút xíu, cao khoảng chừng 1m7. Em cũng muốn bạn nam của mình cũng có cái mục tiêu trong cuộc sống, ví dụ bấm nút, ví dụ quen nhau. À, ví dụ sau này cưới thì khi mình có con cái thì con cái mình sẽ có một môi trường thật là tốt. Nói chung là phải có cái định hướng phát triển tương lai. Chính xác là như vậy. Trai đồ con quá ha. Chắc hợp gu bạn gái che chở được. Thích là bao lâu em kết hôn? Em muốn bao lâu nữa? Em nghĩ là mình cái thời gian đó không quan trọng. Quan trọng là hai người tìm hiểu và hai người phải hiểu nhau. Mình có phải làm dâu không? À, hiện tại thì em đang ở với mẹ nhưng mà mẹ em thì cũng không có tư tưởng là phải làm dâu. Em có ngại khi người bạn gái mình mạnh mẽ quá không? Sao chị? Tại vì mình là người đàn ông, mình là người gánh vác trong gia đình. Có những lúc mình sẽ yếu đuối và mình nhả xuống. Thì đương nhiên mình vẫn cần một người phụ nữ có thể chống chịu cho mình trong khoảng thời gian đó. Rất hay. Vậy em nghĩ kinh tế trong gia đình ai sẽ là người quản lý? À, hai vợ chồng cùng làm, rồi tới tháng lương hai người cùng gom lại. Rồi một phần mình sẽ để dành, một phần mình sẽ gửi cho ba mẹ hai bên. Nói chung hai vợ chồng cùng làm và cùng quản lý. Rồi, cảm ơn em. Anh nói nghe, anh khoái nhất cái câu nói của em là gì biết không? Hai vợ chồng tích lũy, bên cha mẹ đàn gái chút, cha mẹ đàn trai chút. Cái đó là hay nhất của em ha. Cái đó là điểm cao đó. Đây. Chào em gái. Dạ em chào anh. Anh này trầm tính ha. Em tìm đúng địa chỉ luôn á. Nhưng mà
khoảng bao lâu thì cưới được nào? Khoảng 2 năm. 2 năm được không em trai? Dạ không sao. Không sao chân á, chờ được. Đàn gái rất là chững chạc. Anh thấy hai bạn hợp lý đó. Bây giờ mình nghe ý kiến người thân cái đi. Rồi, bạn gái em đi với ai nè? À, hôm nay em đi đến chương trình này với sếp em, các anh chị đồng nghiệp và bạn thân của em. Dạ, dạ em chào chị Cát Tường với anh Quyền Linh và toàn thể khán thính giả trong cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò hôm nay. Thấy bạn nam nhìn rất là hiền, bờ vai rất là vững chắc nha. Dạ. Nhìn rất là hiền mà cá tính như thế là cũng tương đồng với em. Đây là chị nhận xét của chị thôi. Và chị cũng thấy là quan trọng là hai bạn cùng tìm hiểu. Chị thấy ok đó Nguyệt. Rồi, cảm ơn sếp. Ok rồi đó. Bạn trai đi với ai? Dạ em đi với ông anh với lại người bạn thân của em. Em xin kính chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường cùng quý vị khán giả đang xem. Em là anh Kết Nghĩa với Thảo. Bạn gái bên đây anh thấy còn nhỏ tuổi lắm, nhưng mà rất là biết suy nghĩ và rất là lanh á. Giống như là bù trừ được cho em. Thấy bạn này được á Thảo. Rồi cảm ơn bạn. Coi như nãy giờ là ai cũng thấy được hết trơn rồi đó. Quan trọng là hai em thôi. Bây giờ chúng tôi sẽ mở rào cho các bạn nhìn mặt nhau nha, tâm sự với nhau nha. Bắt đầu. Em cũng có một món quà nhỏ muốn tặng cho anh. Đây là nó là chữ love. Em đã giữ chữ L và chữ O. Thì em tặng anh chữ V, chữ V và chữ E. Tiếng Việt thì nó có nghĩa là về. Nếu như thật sự mình phù hợp thì là mình về với nhau. Còn nữa là nếu như đến một lúc nào đó anh cảm thấy không phù hợp thì anh chỉ cần trả cho em hai chữ này thôi, không cần nói gì cả. Cảm ơn em. Cuối tuần em có rảnh không? Em có hay bận việc cuối tuần? À dạ, cuối tuần thì thường em sẽ rảnh, trừ những trường hợp là em gặp khách hàng thôi. Thứ bảy chủ nhật anh sẽ rảnh. Thì nếu như được thì mình đi cà phê. Dạ. Nếu chẳng hạn mình phù hợp mà mình cưới thì em nghĩ là em cũng chưa muốn có con sớm. Em muốn là hai người cùng cố gắng ổn định, có một cái công việc tốt. Rồi anh sau thấy... đó là mình mới nghĩ đến việc khác. Anh thấy sao ạ? Được, anh nghĩ là mình phải ổn định kinh tế và tài chính. Vì hiện tại thì anh cũng cảm thấy là anh rất là ổn rồi. Em có thích đi du lịch không? Em cực kỳ thích. Vậy là em dẫn anh đi được á. Dạ. Quan điểm tình yêu của hai bạn như thế nào? Em nghĩ là khi yêu thì mình nên có cái khoảng thời gian riêng dành cho nhau. Mỗi người, đúng. Dạ. Với lại em muốn là có một người bên cạnh em những khi mà em cảm thấy mệt mỏi nhất thì chỉ cần là ngồi im lặng, ngồi bên cạnh em là được rồi. Cái đó thì anh làm rất là dễ dàng luôn á. Dạ. Ngồi im lặng tới sáng luôn được á. Bạn gái hơi nhỏ con á, bạn trai có ngại không? Không sao đâu, về anh nuôi. Về anh nuôi. Dễ thương quá, về anh nuôi. Dạ. Lúc mà em đăng ký tham gia chương trình á, em gần cả 100 kg lận á chị. Cái động lực để em giảm cân là em đăng ký chương trình luôn á. Và tới bây giờ là em vừa kịp lúc. Anh đang muốn xuống cân á. Chút chỉ anh bí quyết đi. Dạ, hiện tại em đang 80. Em làm sao mà em xuống được 20 kg? Dạ thì một phần cho mình ăn uống, một phần mình đi tập. Đâu mà ăn cơm mà ăn tô mà đòi xuống giảm cân chết rồi. Hồi nãy giờ hai bạn chia sẻ cũng nhiều rồi, bây giờ nhìn thẳng vào nhau. Mình nói một cái gì đó nó mình cảm nhận về nhau như thế nào và cảm xúc trong người mình hiện tại ra sao. Chúng ta quyết định bấm nút hay không? Xin mời hai bạn. Lúc mà nghe giọng của em bên sau cái bức màn anh đã rất là tò mò. Thì thật sự thì khi gặp em thì em còn hơn cả những gì anh nghĩ nữa. Thì anh nghĩ là nếu như em cho anh cơ hội thì mình sẽ tìm hiểu nhau hơn. Và mình sẽ hiểu nhau hơn. Và mình sẽ chia sẻ những cái cuộc sống, công việc của mình. Em thấy anh là một người khá là trầm và hiền. Em nghĩ anh rất là hiền luôn á. Thì em nghĩ là chắc anh sẽ chịu đựng được em. Trong cái mối quan hệ nếu như em có giận hay em gì đó thì anh sẽ là im lặng. Hết thời gian rồi hai bạn. Hãy suy nghĩ thật kỹ rồi đưa ra quyết định của mình là có bấm nút hay không. Bấm nút là phải chịu trách nhiệm với cái nút bấm của mình. 1 2 3. Bây giờ cái này thì sao? Chưa biết. Phải đợi thời gian. Đợi thời gian. Nắm tay nhau đi hai bạn. Hãy làm thủ tục đầu tiên của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Thủ tục gì? Hôn nhau. Bạn ấy chưa bao hôn bao giờ đó em. Nào. Em cũng chưa mà. Chưa luôn hả? Đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang cấp BTX trên toàn quốc. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây là chiếc máy nước nóng hiệu Atlantic gửi tặng hai bạn. Thêm một chiếc máy nước nóng hiệu Senton gửi tặng hai bạn với tổng phần quà trị giá 7 triệu đồng.
phần quà đặc biệt dành cho các bạn, đó là một chiếc TV cao cấp UVC TV trị giá 9 triệu đồng sẽ dành cho hai bạn nếu như các bạn tiến đến hôn nhân. Bạn có thể kết nối Bluetooth, điều khiển bằng giọng nói, đặc biệt là gọi điện thoại cho người thân ngay trên cả TV, rất tiện lợi. Và đây là bộ cờ tướng xuống dưới đánh cờ với nhau, tìm hiểu nhau và sớm báo tin vui cho chúng tôi. Cảm ơn hai bạn.